Suy niệm tin mừng thứ hai ngày mùng 5 tháng 7 năm 2021. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 18 đến câu 26. Khi ấy Chúa Giêsu đang nói thì có một vị kỳ mục kia đến lạy người mà thưa rằng: Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này, có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng, nếu tôi được chạm đến áo người thôi thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: Này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao thì bảo rằng: Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người, và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé, và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Suy niệm tin mừng theo Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng. Sứ điệp: Tin vào Đức Kitô là điều kiện duy nhất để được cứu rỗi. Cũng chính do niềm tin này mà một thiếu phụ mắc bệnh băng huyết đã được chữa lành, và người con gái của một vị kỳ mục đã được sống lại. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm phục biết bao lòng tin của người thiếu phụ. Giữa một đám đông mất hút, người thiếu phụ bệnh hoạn này vẫn nhận ra Chúa là Thiên Chúa quyền năng. Bà đã tin và được chữa lành. Con cũng cảm phục niềm tin của người cha bất hạnh. Trong nỗi đớn đau vì vừa mất đứa con thân yêu, ông đã sụp lại dưới chân Chúa, van xin Chúa cứu giúp, và Chúa đã đáp lời. Con tự hỏi, trong đời con, có bao giờ con có được một niềm tin sâu sắc như thế chưa? Lạy Chúa, Chúa biết đấy, cuộc đời con đầy những lỗi lầm thiếu sót. Biết bao lần những gánh nặng khổ đau đã vùi dập đời con và làm tê liệt niềm tin yêu vào Chúa. Biết bao lần những đau đớn bệnh tật thân xác và tâm hồn đã xô con rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng cô đơn. Con đã muốn buông xuôi tất cả và không còn tin cậy vào Chúa nữa. Biết bao lần tội lỗi đã bào mòn ý chí dấn thân của con. Con đã không muốn trỗi dậy vì không còn tin vào tình thương của Chúa. Lạy Chúa, con tin Chúa luôn đến với con trong những lúc gian nan thử thách. Xin ban thêm đức tin cho con. Xin giúp con để trước những khó khăn và đau khổ của ngày hôm nay và ngày mai, con nhìn chúng mà không thất đảm, con mang vác mà không kêu ca, bởi con tin rằng Chúa luôn hiện diện bên con, cùng ghé vai mang vác gánh nặng của đời con. Amen. Ghi nhớ: con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại.